Khoảng 6 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2019, người dân sống gần cầu xã Bảo, ấp Trà Ban 1, xã Châu Hương A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, bất ngờ phát hiện một người đàn ông khoảng 30 tuổi có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá, leo lên cột điện trung thế la hét, nhún nhảy nên trình báo công an. Công an huyện Vĩnh Lợi đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng đến hiện trường, triển khai công tác cứu hộ. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi thì người này liên tục nhảy từ đỉnh cột điện xuống mái nhà người dân, sau đó tiếp tục leo lên cột điện la hét, nhảy múa. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng phải bơm túi hơi và liên tục thuyết phục ông này leo xuống đất. Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, giải cứu thành công và đưa người đàn ông xuống đất an toàn. Sự việc đã thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến xem, khiến cho tình hình giao thông qua khu vực này bị ùn tắc.